Tại các phiên giao thương giữa các địa phương doanh nghiệp hợp tác xã Nhãn Việt Nam với các nhà nhập khẩu nước ngoài diễn ra vừa qua, một số nhà nhập khẩu lớn đã bày tỏ sự quan tâm lớn tới các sản phẩm nhãn của Việt Nam. Theo Cục xúc tiến thương mại Bộ Công thương, các nhà nhập khẩu cũng đã đề đạt mong muốn nhập khẩu số lượng đáng kể các lô hàng nhãn tươi, sản phẩm nhãn chế biến của Việt Nam. Như vậy trong gần 200 cuộc giao thương được diễn ra, tạo điều kiện cho gần 30 doanh nghiệp Việt Nam cùng các sản phẩm nhãn tiếp xúc và được giới thiệu đến gần 70 nhà nhập khẩu nước ngoài đến từ Cộng hòa Liên bang Đức, Hà Lan, Hoa Kỳ, Indonesia, Malaysia, Pháp, Nhật Bản, Singapore, Trung Quốc trước khi xuất khẩu nhãn được xử lý theo các biện pháp phù hợp bảo đảm không có côn trùng đồng nghĩa với việc trái nhãn tươi xuất khẩu của việt nam đã được công nhận có chất lượng cao khẳng định được thương hiệu trái cây việt